Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập để củng cố lại kiến thức đã học ở bài các số 1, 2, 3, 4, 5 nha bạn. Mình phải điền số vào ô trống này. Trước hết, mình đếm coi bao nhiêu chiếc ghế nha một hai ba bốn vậy mình điền vào đây là số bốn đúng rồi bạn giỏi lắm xem mình tiếp theo nha bạn Ồ, những ngôi sao dễ thương quá. Đố bạn có bao nhiêu ngôi sao? Mình thấy có 5 ngôi sao. Vậy mình điền vào đây là số 5. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục với một hình ảnh khác nữa nha. Còn ở đây có bao nhiêu chiếc ô tô? Bạn thử đếm giùm mình nha. Bạn đếm được bao nhiêu chiếc ô tô nào? Còn mình thì đếm được 5 chiếc ô tô. Và mình điền vào đây là số 5. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình tiếp tục sang hình khác nha. Ồ, trong hình này có ba chú cún thật dễ thương. Vậy mình sẽ điền vào đây sẽ là số 3. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục với hình ảnh khác nha. Lần này thì dễ rồi đúng không? Chúng ta vừa thấy có hai hình tam giác. Vậy mình sẽ điền vào đây là số 2. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Rồi, mình tiếp tục với một hình nữa nha. Wow có những bông hoa thật đẹp đố bạn có bao nhiêu bông hoa nào chúng mình cùng đếm nha một hai ba và bốn vậy mình sẽ điền vào bốn đúng rồi bạn giỏi lắm ồ oh bài này thật thú vị mình sẽ tiếp tục làm các bài tập tiếp theo nhé tương tự bài trước bài này mình cũng sẽ đếm số lượng rồi mình điền vào ô trống con số thích hợp nhé bên cạnh đây có một que diêm Vậy mình sẽ điền vào đây là số 1. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục với hình thứ hai. Ồ, oh, mình vừa thấy có thêm một que diêm nữa. Vậy 1 thêm 2 là bằng bao nhiêu? <laughs> Dễ quá đúng không? Mình thấy có hai que diêm đó. Vậy mình sẽ điền vào là số 2. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục với hình ảnh kế tiếp nha. Ồ, khi có hai que diêm rồi, mình thêm một que diêm nữa là bao nhiêu que diêm? có tất cả là ba que diêm đó bạn vậy mình sẽ điền vào đây là số 3 đúng rồi bạn giỏi lắm mình xem tiếp hình ảnh kế tiếp nha ồ ở hình này thì có ba que diêm và thêm một que diêm nữa vậy có tất cả bao nhiêu que diêm Tất nhiên là có bốn que diêm rồi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình xem tiếp một hình ảnh cuối cùng nhé. Ừ. Ồ, có bốn que diêm, mà thêm một que diêm nữa đó. Ừ. Bốn thêm một. Ồ, oh, 4 thêm một là 5 đó. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bài này cũng thật thú vị đúng không? Nào, chúng ta qua bài tập tiếp nhé. Ở câu này, chúng ta cũng điền số vào ô trống mình đã có số 1, 2. Ồ, oh, vậy số kế tiếp số 2 sẽ là số 3. Và kế tiếp số 3 sẽ là số 4. Đúng không bạn? Nào, mình làm tiếp hàng kế tiếp nha. 1, 2. Vậy đây sẽ là số 3. 3, 4 và đây sẽ là số 5 nào Ồ Ở hàng cuối cùng này Đề bài chỉ cho Số 3 và số 5 thôi uhm, Mình sẽ điền Giữa số 3 và số 5 Là số mấy vậy bạn Theo mình Đây là số 4 Còn trước số 3 Sẽ là Số 2 và trước số 2 sẽ là số 1 đúng không nào? Mình kiểm tra thử nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hay quá. Mình tiếp tục một câu nữa nhé. Hàng đầu tiên đề bài cho số 1 và số 3. Nhưng giữa số 1 và số 3 là số mấy nhỉ? Ừ, bạn có nhớ không? Ồ, oh, giữa số 1 và số 3 sẽ là số 2 nè. Tiếp tục, sau số 3 sẽ là số 4. Và kế tiếp sẽ là số 5 đúng không? Hay quá đúng không? Tiếp tục, hàng kế tiếp. Đề bài đã cho 5 4 3 và kế tiếp sẽ là số 2 và tiếp theo là số 1. Còn hàng cuối cùng này đề bài cho số 4 và số 2 thôi. Đó. À, nhưng mình sẽ điền vào số đây là số mấy đây? Giữa số 4 và số 2 sẽ là số 3 uhm, Mà trước số 4 Sẽ là số 5 nè Ồ, oh, mình đã có 5, 4, 3, 2 Và số cuối cùng Sẽ là số 1 đúng không? Mình thử kiếp tra nha Đúng rồi, bạn giỏi lắm Ồ, oh, hay quá Bây giờ mình tiếp tục với luyện tập tiếp theo nha. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập lại cách viết các số 1, 2, 3, 4 và 5. Bạn hãy quan sát lại cách viết của các số này nhé. Nào, trước tiên mình xem cách viết số 1 lại nhé. Tiếp theo sẽ là số 2. Mình xem tiếp số 3 luôn nhé. tiếp theo mình xem kết viết số 4. Cuối cùng, mình xem kết viết của số 5 nha. bạn đã xem cách viết của số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5 rồi. Các bạn nhớ nha! Hãy rèn luyện tập viết hàng ngày. Những con số của mình viết ra sẽ đẹp và rất gọn gàng. Hay à, bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có thấy thú vị không nào? Hẹn gặp lại bạn ở bài học kế tiếp nha.